Thành Được xin kính chào ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và toàn thể quý vị cùng các bạn. Hôm nay Thành Được xin giới thiệu đến chiếc vượt muỗi Đa Lăng, một thương hiệu nội địa Trung, với mã sản phẩm là KLZ918. Thì chiếc vượt muỗi này Thành Được đã về và test thử một thời gian và thấy cũng như là so sánh với các hàng mà của Việt Nam, các thương hiệu của Việt Nam như là Dạng Đông hay là một số thương hiệu khác, Sun Hau, thì Thành Được thấy chiếc vượt muỗi này khá là ok về cái công suất vợt cũng như là cái độ lổ của muỗi khi mà chạm vào vợt. Điện rất là mạnh, xung điện lên đến 3000W. Pin cũng khá là bền và sử dụng sạc điện vào cũng rất là tiện lợi. Chúng ta sẽ có một cái chân sạc USB Type-C, có thể dùng các cái chân sạc iPhone hoặc cắm qua điện thoại, chân sạc của Samsung, Oppo, chân sạc Type-C chúng ta để sạc thoải mái. Chúng ta sẽ có một cái đế cắm vợt vào để sử dụng cái chức năng bắt muỗi, bật đèn muỗi. Chức năng này chức năng vợt thông thường, ấn công tắc ở đây đèn sẽ lên đỏ này. Chức năng đèn bắt muỗi thì nó sẽ có một cái đèn màu xanh này để thu hút muỗi vào ở ban đêm, thu hút muỗi vào, và khi mà muỗi lao vào chiếc vợt muỗi của chúng ta thì nó sẽ tự động bị tiêu diệt, bị lổ. Và ở cái chế độ mà khi chúng ta vừa cắm đèn và vừa bắt muỗi như thế này thì chúng ta lên vừa cắm điện vừa lạp điện và bật cái chế độ này thì điện nó sẽ được lâu. Còn nếu mà chúng ta sử dụng không cắm điện thì chỉ được khoảng 2 tiếng thôi, vì nó sẽ vừa phải xả điện liên tục ra để thu hút muỗi vào, và khi muỗi vào thì muỗi sẽ lổ để chết. So sánh với các dòng vượt muỗi thương hiệu Việt Nam thì Thành Được thấy chiếc này nó khá là ok, công suất rất là khỏe mạnh và có thêm một chức năng mà đèn bắt muỗi. Thành Được này, đây là công tắc của nó, cổng Type-C này. KLZ918 sạc 5V 1A và nguồn điện kích lên đến 3000V. Chúng ta sẽ bật test thử. Bật công tắc phía trên là công vượt muỗi. Và đây là chế độ bắt muỗi bằng đèn này. Thì Thành Được sẽ thử bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng những chiếc lá này để thay thế những con muỗi. Chiếc lá là quá mỏng. Bạn thể hình dung chiếc lá đang điện rất là khỏe. Khi mà muỗi lao vào thì nó sẽ bị nổ ngay lập tức. Và đây là cái giấy đi theo vợt hàng nội địa Trung. Và chiếc vợt này nó sẽ có giá vào khoảng 150.000. 150.000 bảo hành 12 tháng. Vừa là vượt muỗi, vừa là đèn bắt muỗi.
khi các bạn buổi đêm đi ngủ, chúng ta có thể cắm điện vào vợt và bật cái chế độ đèn lên, thì muỗi sẽ tự động đè lao vào đèn và nó sẽ chết. Chúng ta không phải dùng tay để vợt. Mọi chi tiết liên hệ Thành được số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081. Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.